Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Hôm nay Loen xin được chúc các anh em có một cái ngày lễ Giáng sinh an lành anh em nhé. Phần đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn anh em Đỗ Tiến Hào và anh em Minh Nguyễn đã donate cho kênh. Cảm ơn hai anh em rất là nhiều. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn các anh em Mê Phạm, anh em Trịnh Hoàng Long, anh em Long Nguyễn, anh em Giang Ngô, anh em Nguyễn Tuấn Anh, anh em B1T, anh em Nguyễn Thân Trọng, anh em Nguyễn Phạm Hoàng Giang. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như đăng ký hội viên mới ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều. Nhờ có được cái sự ủng hộ từ phía các anh em mà mỗi sáng thức giấc tôi lại có thêm những cái ý tưởng mới. Các anh em hội viên, các anh em fan ở trên kênh hay là các anh em xem kênh đều tiếp cho tôi cái nguồn động lực để mỗi sáng thức giấc công việc làm clip của tôi như là một cái niềm vui hàng ngày. Cái niềm vui của tôi ấy không phải là chơi game và chiến thắng, mà cái niềm vui của tôi ấy là làm ra được một cái trận chiến thắng và các anh em đón nhận, các anh em xem, các anh em cảm thấy là nó hay. Đó chính là cái niềm vui của tôi. Những cái thú vui tao nhã nho nhỏ hàng ngày của tôi đó chính là gì? Đó chính là buổi tối sau khi có cái thời gian thì ngồi đọc comment và thấy các anh em khen hay. Đó chính là cái niềm vui nhất của tôi khi mà tôi làm clip đấy anh em. Đấy, thế là anh em vẫn còn đón nhận những cái video clip của tôi một cách tích cực, yêu quý, yêu mến những cái clip mà tôi làm ra cũng như là yêu mến tôi. Thì chắc chắn là tôi vẫn sẽ còn gắn bó với anh em dài dài, anh em cứ yên tâm nhá. Tất nhiên là dạo gần đây thì anh em cũng thấy là có một chút tìm hiểu về cái bộ môn TFT. Nhưng cái bộ môn này thì nó đang gắn bó với tôi, đương nhiên là tôi sẽ không có bỏ ở đâu, anh em cứ yên tâm nhá. Đấy, không anh em lại sợ là tôi là chuyển sang TFT thì tôi sẽ không còn sản xuất những cái video clip về Auto Chat nữa. Thì không phải anh em ạ, bộ môn này vẫn là cái bộ môn mà tôi đang rất là đam mê với nó, do là có rất là nhiều người muốn xem những cái video clip của tôi hàng ngày nhá anh em nhá. Rồi, một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể các anh em đã donate cũng như là các anh em đăng ký hội viên. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Và hôm nay là một cái ngày đặc biệt, ngày 25 tháng 12 là ngày Loen. Và nó còn đặc biệt hơn nữa khi mà hôm nay nó chính là cái ngày sinh nhật của một anh em hội viên rất là bê tông, hội viên rất cứng ở trên kênh, đó chính là anh em Phạm Tuấn Minh. Lời đầu tiên thì tôi xin được gửi lời chúc mừng tới anh em Phạm Tuấn Minh. Chúc anh em sinh nhật vui vẻ và chúc anh em sang bước sang cái tuổi mới sẽ gặt hái được nhiều thành công ở trong cuộc sống cũng như ở trong công việc. Và hôm nay ở trong cái ngày sinh nhật của anh em Phạm Tuấn Minh, anh em cũng mong muốn là tôi sẽ chơi cái lineup mèo kết hợp với Insectoid để giải trí nhân cái ngày sinh nhật của anh em cũng như ngày lô em. Ok, hôm nay tôi sẽ chơi Insect kẹp mèo anh em nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Tất nhiên là đầu game thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể kiếm được những cái con Insect cũng như là con mèo. Đấy, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ chuyển dần sang nha anh em nhé. Đấy, tạm thời tôi cũng đang hơi phân vân một chút giữa cái bộ Assassin và cái bộ Glacier kết hợp với cả Warrior, để xem là chơi cái bộ nào thì nó chuyển sang nó dễ dàng hơn. Nhưng mà tôi thấy là có con Berserker này nó gây đam khá là nhiều giai đoạn đầu game. Chính vì thế là tôi quyết định tôi lựa chọn Warrior anh em nhá. Warrior kẹp với cả có thể là Glacier. Ở level 7 là sẽ là 6 Warrior đấy. Rồi, ok. Hiện tại thì chúng ta vẫn đang thua nên là tôi cũng chưa vội áp cấp vội anh em nhá. Bao giờ mà chúng ta thắng thì chúng ta áp cấp sau. Đồ ở đây thì cứ từ từ đã anh em ạ. Thực ra chơi Insect mèo ấy nó có hai kiểu, một là gì, một là chúng ta sẽ chơi theo kiểu co đánh tay, hai là chúng ta chơi theo kiểu là co là cái con mèo 3 đô ấy, là cái con mèo mà bắn trưởng. Thì cái này chưa biết được nha anh em nhá, nên là tôi cũng chưa chốt đồ vội. Đấy, con trận này thì anh em thấy là ở trong truyền thuyết cũng có mèo 5 đô. Đó, nên là cái việc mà chốt con nào làm co á, thì cứ phải từ từ đã để xem nó có ra được không. Đấy. ra ngựa này. Ra ngựa chơi sớm à. Nhưng mà bây giờ chuyển sang ngựa thì nó hơi rắc rối anh em ạ. Nó hơi rắc rối thật đấy. Tôi nghĩ là từ 9 Warrior chuyển sang Insect thì nó dễ hơn. Chơi từ chuyển từ Hoa hoặc là từ Beat. Chứ còn chuyển từ ngựa thì 100% thì có vẻ hơi căng. Thằng này phải ăn mộng không? God ăn mộng này. Đúng. God ăn mộng đấy. God ăn mộng đấy.
Từ từ nhá anh em nhá. Round này tôi cũng chưa muốn up cấp. Đội hình nó chưa đủ mạnh ấy. Nó chưa đủ mạnh để up cấp. Từ từ đã. Chúng ta mạnh đến mức mà chúng ta có thể ăn hết tất cả những cái thằng đang có ở trên bàn cờ thì tôi mới up cấp thôi. Còn hiện tại ấy, nếu mà chúng ta không up cấp, chúng ta vẫn có thể ăn được khá khá những cái thằng còn lại, bởi vì là toàn eco. Chuyện này toàn eco thôi. Nên là từ từ đã. Không phải vội, vẫn giữ được tiền. Để mà đánh được với cái thằng mạnh nhất bây giờ thì là không không đủ khả năng. Nhưng mà để mà đánh được đa số những cái thằng mà đang có ấy, thì là được. Anh em nhá. Với cả có một cái nữa, đấy chính là tôi sẽ không up cấp làm gì cả khi mà tôi sắp bỏ bài ra. Đấy, tôi bỏ bài ra, tôi phá chuỗi của cái thằng đang eco. Đó. Round này gặp nó là tôi sẽ bỏ bài ra. Ok, không thể để đối thủ như là bỏ bài vào xong rồi là giữ máu được. Đánh nó phải gắt lên một chút anh em ạ. Ok. Rồi. Bỏ bài, nó cũng bỏ bài không kịp ấy anh em ạ, nó bỏ bài không kịp. Ok. Rồi, xong rồi. Đấy, bây giờ bỏ bài vào oanh nhá. Ok, bây giờ tôi lại thấy đang lại có beat với cả có insect cho này. Thôi nói chung là cứ từ tốn thôi anh em ạ. Bởi vì tôi lại vừa mới bỏ bài ra để phá chuỗi nên là tôi bây giờ lại cũng không có cái chuỗi thắng gì cả đâu. Nên là thôi cứ đánh từ tốn thôi. Round 9 rồi. Round này thì cũng không cần phải up cấp. Nói chung là sử dụng tiền hợp lý thôi anh em ạ. Chứ còn cũng chả có vội gì. Nó cũng không phải quá vội đâu. Chơi insect kẹp mèo chơi ở level 7 cũng được mà. Nếu mà chơi co là mèo 3 đô thì chỉ cần đánh ở level 7 thôi. Còn nếu mà muốn chơi co là mèo 5 đô ấy, thì up 8, up 9, đánh ở level 9 là cũng được. Tùy thế trận nó ra nào. Ở đây tôi có con gấu sớm này. Bây giờ ra thêm con hai con mèo nữa, hai con gấu nữa thì là ok luôn. Đánh theo cái kiểu dí cấp. Đấy. Gặp thằng này thì tôi có up cấp lên thì tôi vẫn thua thôi anh em ạ. Để mà đánh được với cái thằng mạnh nhất bây giờ ấy, là chúng ta không có đủ khả năng. Đấy, phải nói thật với anh em là hai cái thằng mạnh bây giờ là nó cực mạnh luôn. Chúng ta không có đủ khả năng đánh đâu. Tầm này bây giờ là chúng ta đang không mạnh. Ok. Tôi thấy nó cho beat thì tôi lại sang beat thôi, tôi chơi thôi anh em nhá. Đấy. Warrior nó lại không ra, nó lại ra beat. Ở đây có một con Tuka tôi đang rất muốn mua. Nên là có khi là tôi sẽ bỏ cái con cá đi. Mất 3 Warrior mà tôi nghĩ là tôi vẫn có thể ăn được ra ngoài. Trận này nói chung là đánh nó cũng khá là tiết kiệm tiền đấy. Đánh khá là eco luôn đấy. Eco nhưng mà lại không phải là eco. Eco nhưng mà vẫn bỏ bài đánh bình thường. Rồi. Có cái giáp à. Giáp ghép được cái giáp thép này. Bốn Glacier. Ok. Bốn Glacier kẹp với cả con gấu làm cái con tăng cơ. Ở đây tôi có cái giáp thép và tôi có thể ghép luôn. Nhưng mà vẫn phải để cái slot để cho cái đồ insect nha anh em nhá. Quả trứng ấy là phải có. Đấy là đây, chắc là lấy cái món này. Rồi. Quả trứng là phải có nhá. Quả trứng cũng có thể lấy luôn cũng được. Đấy, quả trứng lấy luôn cho gấu cũng ok, cũng là có thể sử dụng được bây giờ rồi. Đấy, cái tầm này giết thêm được vài ba con nữa là được rồi. Giết lúc quái con rồng ấy, một con nữa thôi. Rồi ok, thế thôi, chỉ cần yêu cầu như thế thôi. Không cần phải yêu cầu quá là khắt khe. Đấy, yêu cầu nhẹ nhàng đấy là bớt đi chút máu, thế là được rồi. Bởi vì bây giờ tôi đâu có con eco tôi vứt vào đâu. Đấy, đối thủ thì bây giờ có hai con eco lên cắn máu vẫn nhiều máu hơn tôi. Anh em thấy không? Bây giờ eco sướng lắm anh em ạ. Đúng là cái meta mà khi mà ra được hai con eco đầu game thì đó là điều quá tuyệt vời luôn. Rất là sung sướng khi mà ra hai con eco đầu game.
chả phải suy nghĩ gì cả. Ui đây rồi, gặp rồi, sớm thế. Ơ không, thằng này thằng khác, thằng này thằng khác. À, có hai thằng eco anh em ạ, dã man. À đây rồi, ui tôi cũng có này, tôi cũng có này. À, bây giờ cho vào đi, như nào đây, bỏ gì ra, bỏ một con Glacier ra. Như này là vẫn ngon hơn đấy anh em ạ. Như này vẫn ngon hơn. Ok, cứ để thế này, bởi vì là khi chúng ta cắn máu chúng ta có thể lên cái lượng máu nó sẽ bù lại được cái phần máu mất đi. Ui lại gặp thằng Eco này. Gặp hai thằng Eco luôn. Vớ vẩn, chuẩn bị đánh chuỗi thắng cũng lên. Đùa thôi, làm gì có cái cơ hội nào đánh chuỗi thắng đâu anh em. Nhìn đối thủ ở trên đầu chúng ta rất to. Chơi cái bộ insect này tôi nghĩ là chúng ta nếu mà muốn cắt chuỗi ở cái giai đoạn này ấy, là chơi phải chơi cái con Fallen ấy anh em ạ. Chơi Fallen kẹp insect thì mới cắt chuỗi được của đối thủ. Ở cái giai đoạn giữa game này thì không có cái cửa ở đâu. Đấy, ba cái thằng top 1, top 2, top 3 đều rất mạnh. Thằng 6 Hunter, một thằng 6 Assassin và một cái thằng nó cũng đang chuyển về kiểu Human kết hợp với cả Mage ấy. Human Mage, sau đó thì không biết là có chơi 12 con không thì không biết. Nhưng mà nói chung là nhìn là biết là không ăn được rồi. Không ăn được anh em ạ. Đấy, trận này có hai người chơi Xin này. Xin thì bây giờ là họ sẽ chơi là 9 Assassin thằng Ryu đấy. Rất là mạnh luôn. Rồi, vẫn ăn được. Hay. Ok, đây đã ra những cái con insect rồi. Nhưng mà mèo thì vẫn chưa thấy đâu. Mèo vẫn chưa thấy đâu anh em Phạm Tuấn Minh ạ. Tôi vẫn chưa thấy cái con mèo của anh em đâu. Thôi chơi tạm cái này, mấy cái con này vẫn giữ được máu à. Anh em thấy là bây giờ vẫn còn có 79 máu, là coi như là 80 máu đấy. Mới mất có 20 máu thôi. Đấy, rất là ok. Cái quan trọng ấy là anh em nhìn thấy là ở đây nhá, là ở level 7. Chúng ta ở level 7 chúng ta có 50 tiền. Đấy, 50 tiền ở level 7 là coi như là chúng ta như là một cái thằng eco luôn đấy. Anh em thấy ổn không? Quá ổn luôn anh em ạ. Level 7 50 tiền, nhưng mà cái thằng top 8 bây giờ nó đang có một con ác mộng 2 sao kìa anh em cả. Dã man. Top 8 có ác mộng 2 sao rồi. Và nó cũng có một cái đội hình tương đối mạnh đấy nhá. Tôi nhìn thấy là nó mạnh như thế mà nó cũng đang là 60 máu với 50 tiền đấy. Ở level 7 đấy. Tức là thằng đấy nó cũng giữ máu cũng rất là tốt luôn. Ok, mèo không? Mèo ơi, mèo ơi, mèo ơi. Tôi cần phải có hai con ấy nhá. Chứ còn một con mèo thì cũng không ăn thua đâu. Mà vẫn chưa thấy đâu anh em ạ. Hai Glacier kẹp với cả gấu. Chưa thấy mèo đâu, vớ vẩn đấy. Đánh một hồi, thôi một hồi xong rồi lại thành là Glacier Beat ấy. Xem nào. Đồ này tôi chốt cái đồ insect đã anh em nhá. Đấy, quả trứng này. Rồi. Thôi, tạm thời thế đã. Chưa biết lấy thêm cái món đồ gì đâu. Thôi, thế thôi đã. Rồi. Thằng này chơi gì đây? Trông cũng có vẻ như là tôi không ăn được. À không, được không, được không, được không, được không, được không. Trông có vẻ là ăn được đấy. Trông có vẻ như là ăn được. Ây à, khỏe, khỏe luôn. Ôi thằng này xả tiền mạnh phết. Nhưng mà không có được một cái đội hình mạnh. Nó thiếu cái gì nhỉ? Tôi nghĩ là nó thiếu 6 Hunter. Ok, ui mèo ấy rồi. Nhưng mà một con thì cũng không cho vào được. Phải hai con. Ờ
Ui đang có trận thắng liên tiếp đấy anh em ạ. Là thế nào đây? Thế nào đây? Đang có chuỗi thắng liên tiếp à? Vớ vẩn bỏ bài và lại thua. Đều đấy chứ đi. Thôi sao không? Gặp thằng này ăn được không? Thằng này to anh em ơi. Thằng này to. Thằng này to anh em ơi. Không được, không được, không được. To lắm, to lắm, to lắm. Anh em nhìn nó full 2 sao kìa. Làm sao mà ăn được. Ngựa 2, xong rồi là con Phượng Hoàng 2. Nó đẩy 17 máu luôn. Dã man. Từ nhá, cái con Dutlet này là không up cấp làm gì cả. Con Dutlet này bán đi thôi. Con Dutlet này là không phải là cái con mà chúng ta chơi anh em nhá. Cứ ôm con Dutlet đấy. Ôm con Dutlet, thằng Mr. Hà có vẻ đang là định chơi Dutlet đấy. Nên là tôi mua tôi ôm thôi anh em. Ôm cho đối thủ không mua được thôi. Chơi mục sư ấy, chơi mục sư ấy. Nguyễn Mr. Hà cái là chơi mục sư cả. Đấy, ôm thôi, đây là ôm thôi nhá anh em nhá, chứ còn cũng không chơi đâu. Chính vì thế tôi mới không up cấp. Rồi gặp 6 assassin kẹp với cả 2 beat này. Cái round này bỏ bài vào thì cũng không ăn được đâu, mạnh lắm. Đối thủ nhiều 2 sao. Giai đoạn này assassin nó khá là chùm đấy, ở giai đoạn giữa này. Ok, mất chục máu thôi chứ có ít gì đâu. Ở đây là tôi có 4 bit rồi nhưng mà tôi cũng chưa dám cho vào anh em ạ. 4 bit này cái tầm này toàn 1 sao yếu lắm, rất là mỏng, không đủ để có thể chơi được. Nên thôi cứ bỏ bài ra đã anh em nhá. Tạm thời là như thế đi. Trận này có vẻ hơi đen đen đấy anh em ạ. Mặc dù tôi thấy là ở đầu game có vẻ giữ máu hơi tốt, nhưng mà cái tầm này ấy, nó vẫn chưa ra được cái bộ mà chúng ta mong muốn. Chưa form được. Đấy, 6 bit thì cũng chưa ra để giữ máu. Có lẽ là chúng ta sẽ phải roll sớm đấy anh em. Không biết là có thể nhây được lên 9 không này. Thực ra nếu mà nhây lên 9 mà máu nó tầm khoảng 40 máu thì tôi nghĩ là tôi vẫn có thể lật được. Ok, lần này thì mất có một chút máu thôi. 5 máu thôi. Rồi. Hai mèo này. Ngoài ra thì chúng ta có thêm con cáo nữa. Ok. Rồi. Ở đây có thêm con cáo này, cho 4 bit vào đã. 4 bit, 4 glacier đép ra quái này. Sau đó là round sau, một là về beat. Bây giờ thiếu một beat đúng không? Thiếu một beat. Hai là về insect luôn. Insect thì đang bị thiếu cái con nhện, nhưng mà chúng ta có thể chơi hai insect. Cái vấn đề là bây giờ phải ra hai con gấu thôi, hai con gấu. Hai con gấu và cái con mèo này tôi nghĩ là nó sẽ phải lên 2 sao. Hai con 2 sao. Khó nha. Khó đấy. Có khi chuyển phải chuyển về beat rồi. Không là không giữ được máu cái đoạn này đâu. Đoạn này nó hơi căng. Ok. Tự nhiên lại ra con Eco. Tôi lại có ý tưởng là muốn là Eco tiếp anh em ạ. Thôi cái những cái con này bây giờ bán đi thôi. Bây giờ nó muộn rồi. Tôi bán đi, tôi form luôn về cái bộ insect luôn này. Giữ lại những cái con cần giữ thôi anh em nhé. Giữ lại những cái con cần giữ thôi. Đó, level 9 luôn này. Đấy, cũng rất là ok đấy anh em ạ. Rồi. Chịu được 2 round nữa. 43 máu. Ok, sạc tiền anh em nhá. Đây rồi, đủ bộ đá. Ok. 4 insect kẹp với cả 2 mèo. Ok rồi. Từ nhá, không.
Thôi không chơi cáo nữa, không có đồ anh em ạ. Không có chém lan, không có Berlin thì thôi bỏ đi. Chúng ta về những xét mèo luôn. Đây rồi, từ từ từ, con này chưa áp được. Ok. Tạm. Chơi tạm được anh em ạ. Chơi tạm được, chơi tạm được. Đồ là lấy đồ cho mèo thôi. Rồi, ui rồi, gặp cái thằng ấy này, thằng mục sư này. Mục sư kết hợp với cả God này. Xa sorry nhưng mà bộ này không sợ đâu anh em. Mèo kết hợp Insect này là một trong những cái lineup mà không sợ cái bộ Sasori. Và tất nhiên là bây giờ thì vẫn sợ, nhưng mà tí nữa cơ, tí nữa. Tôi nói là tôi nói về tương lai. Còn bây giờ hình như là nó đẩy tôi hơi nhiều đấy anh em. Nó đẩy tôi hơi bị nhiều luôn đấy. Ây à, đau ấy nhở. Mà xả quả vừa rồi vẫn chưa lên được mèo 2 thì hơi sợ. Bây giờ mới ra gầu muộn quá nhở. Trở lại đen quá, rôn không ra được cái con gì ở trong cái bộ này. Gấu bây giờ mình có hai con một sao này, không ăn thua rồi anh em ơi, khả năng trận này xuống hố mất. Không ổn rồi. Xuống hố mất. Trận này heo cũng không ra nhá, heo không ra, gấu không ra luôn. Gặp, ui, gặp thằng có chuối này thì toang rồi. Ăn nổi không? Thằng này nó chơi khôn vãi đài luôn. Thằng này nó có ý định là đánh 9m kẹp với các ác mộng, nhưng mà nó thấy tôi chơi insect ấy là nó chuyển sang là chơi phe giờ này. Khôn vãi đài. Thực ra cái bộ này nhá, thằng này nó cũng rất khôn, là nếu mà nó đẩy chết tôi ấy là nó bỏ một con phe giờ ra, nó thay một con mết, là nó chuyển sang là 9m ngay. Bởi vì cái con rồng 3 đô này nó vừa là phe giờ, nó vừa là mết. Thằng này đánh tỉnh ấy. Đã đen rồi lại vào trận đấu à, có những cái thằng nó biết chơi nữa. Khó chơi thật sự luôn. Thể hỏng rồi. Máu thấp quá rồi anh em ạ. Còn 30 máu à. Mà cái vấn đề là 30 máu nhưng mà hết tiền ấy. Nó khác với cái vấn đề là bây giờ 30 máu nhưng mà tôi có 50 tiền thì tôi xả. Đội hình này toang thế nhở. Làm nào giờ. Bây giờ phải dồn đồ cho heo chứ. Vãi thái thật sự luôn anh em ạ. Làm sao mà tôi có thể trụ nổi đây. Bỏ quá đi mà thôi. Dồn đồ cho heo. Khó nhở. Khó thế. Sắp đi rồi. Nhìn cái nhà top 1 nó lên đến 11 rồi kìa. Gặp luôn. Ngày to. Thôi xong rồi anh em ơi. Mẹ thua hết. Không ăn được thằng nào luôn. Trận này vãi cứt rồi anh em ạ. Xong rồi. Sinh nhật anh em Phạm Tuấn Minh có vẻ như là không được rực rỡ cho lắm. Qua này đẩy kinh khủng luôn. 20 máu anh em ơi. Vãi đái còn có 10 máu. Thôi xong tôi rồi. Thôi rồi Tuấn ơi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Bán nó bố hết với cái con linh tinh đi thôi. Tích tiền để còn có tiền mà rao sau mà roll anh em ạ. Hỏng rồi. Mèo này mà không lên được 2 sao thì nói chung là toàn hai con mèo 1 sao chơi cái gì. Rồi cái thằng top 1 nó lên level 12 rồi anh em ạ. Hỏng à. 9 assassin cũng đã đầy đủ. 9 assassin ốc 3. 9 assassin ốc 3. Sasori thì mạnh nó khỏi phải bàn rồi. Nếu mà con mèo nó không lên được 2 sao thì cái bộ Sasori đấm nó sấp mặt luôn. Vậy là tôi sắp toàn anh em ạ. Top 2 chuẩn bị lên 9 assassin kẹp với Kira đánh ở level 10. Hàng Ryu. Còn tôi bây giờ tôi toang thật sự rồi anh em. Rồi chốt lốt hai giáp thép và xong hết phim. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cái cú roll này thôi. Ra là con mèo thì sống, không ra là con mèo thì chết nhá anh em nhá. Chén cuối. Chén cuối còn 40 giây để roll. Chén cuối bạn ơi. Mèo. Ui, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. Như thế là chưa đủ đâu bạn ạ. À. Rồi. Bây giờ phải bán đi để roll à. Hỏng thật sự luôn đấy. Ui đây rồi. Từ từ nhá. Để xem cho là con gì vào. Không.
Giờ kẹp gấu vào thì cũng có beat thì cũng ngon hơn đấy. Nhưng mà khổ cái con gấu này nó một sao. À đấy, từ từ. Đấy, ui giời ơi. Đấy, ok, ok. Ok, có beat, có beat, có beat, có beat. Ok. Những cái con beat ấy, nó con insectoid nó chết đi, nó ra triệu hồi ra những con 3 sao, nó vẫn được hưởng cái hiệu ứng beat đấy anh em. Nên là cái bộ insectoid kẹp beat này nó khá là ok đấy. Cái lượng đam nó bù được. Đấy, anh em thấy không? Đó. Tôi cần con mèo 2. Mèo ơi, ui đây rồi. Liệu rằng có sống nổi không? Liệu rằng có sống nổi không đây anh em ơi. Căng thật sự ấy, căng thật sự ấy. Căng thật luôn. Giờ lên được cái con nhện 2 sao là hết cửa anh em ạ. Lên được nhện 2 sao là hết cửa rồi. Chắc không được lên được 10 rồi. Bây giờ nhá, mà round 30 ấy, ra là cái món đồ insect ấy, là chúng ta đánh ở ngay cái level này cũng được anh em ạ. Đánh ở ngay ở level 9 đấy thôi. Thêm một con gấu nữa. Thêm một con gấu 2 sao nữa là xong. Đấy, anh em thấy không? Cái thằng kia nó chơi Feather là bởi vì làm sao? Bởi vì nó có tôi ấy, là đang insect ấy, nên nó mới chơi Feather đấy. Anh em hãy nhìn ở ngoài, nó có hàng chờ, nó có cái con Thunder Spirit. Đấy. Thế mới biết là ở trong cái trận đấu là thực ra là đang gặp một cái trận đấu mà khó ấy. Đối thủ là cực kỳ hay luôn. Rất tỉnh táo, đánh rất tỉnh luôn nhá. Nhận thấy có hai ông Insectoid là không có chơi 9m đâu. Đánh rất khôn. Ui may quá anh em ơi, cặp 9 assassin ăn này. Ngon. Ui giời ơi, ốc ba vẫn phải bay màu. Được quá nhờ, tuyệt vời. Tôi cứ nghĩ là ăn được nó là một cái điều không thể luôn. Sợ sự. Đấy, bây giờ chúng ta full 2 sao rồi, chúng ta có thể yên tâm rồi đấy. Giờ còn hai con mèo nữa đúng không? Một quả trứng ở đây rồi. Hai con mèo nữa thôi, hai con mèo nữa thôi. Chỉ hai con mèo nữa thôi. Bây giờ tôi không cần con mèo 5 đô nữa anh em ạ. Tôi chỉ hy vọng được ra được hai con mèo 3 đô rồi thôi. Chứ mèo 5 đô thì cũng chả còn slot mà nhét vào đâu. Mèo 5 đô giờ bỏ slot là bỏ bit đấy. Là sẽ phải bỏ gấu đấy. Mà không. Bỏ gấu đi hoặc là bỏ một con hiến tế thì bây giờ không được. Bây giờ hai con hiến tế là ok rồi. Đấy, bộ insect mà chỉ có một hiến tế thôi thì chơi insect làm quá thì. Cố lên Tuấn ơi. Ui gặp thằng top 1 luôn anh em ơi. 5 dòng 9m anh em ạ. 5 dòng 9m ở level 12. Nhưng bạn ơi, tôi insect này. Insect này. Insect này bạn ơi. Úi dồi, có cắt được chuối này không? Cắt được chuối là ok nhá. Cắt được chuối là có tiền roll con mèo 3 luôn này. Hay quá. Được anh em ơi, hay. Rồi, mua được quả trứng. Hai con mèo nữa thôi, hai con mèo nữa thôi. Sống sót được đến round 30 nhá. Lấy được cái món đồ insect thì là ấm luôn này. Cố lên Tuấn ơi. Đây rồi, một con nữa, một con nữa, một con nữa. Gấu kìa. Thôi chắc là bỏ heo đi nhở. Anh em nhở. Cái con heo này tôi thấy là mãi nó chả là ra được cái con heo nào cho tôi ấy. Thì thôi, chắc là trận này không chơi heo nữa. Trận này chúng ta xem nào. Còn 9 Hunter. Đây cũng insect. Ủa insect này to ấy. Insect kia là có ra mèo 5 đô rồi. Đánh có full đồ đánh tay cho mèo 5 đô. Càng đấy. Hay là thôi nhỉ, cũng chả cần mua gấu nữa. Chả cần mua gấu mà cũng chả cần mua heo. Tôi chuyển sang là đánh tất cả là các cái con insect hết để thêm hiến tế được không? Tôi nghĩ là như thế nó có vẻ nó an toàn hơn đấy. Chỉ ở level 9 thế thôi. Có lên được 10 đâu. Trận này chắc sống chết đánh ở level 9. Đến chết cũng sẽ phải chờ level 9 thôi anh em ạ. Roll bằng được ra con mèo 3 sao không toang. Rồi, may gặp cái thằng này nhá. May gặp cái thằng thằng Hunter sống ra 30. Thế ra tốt rồi.
Rồi, ok. Dậy chết thành công. Rồi, round 30 chúng ta nghỉ được một round, không phải roll. Vậy là coi như đã thành công lắm rồi đấy anh em ạ. Tôi cứ nghĩ là tôi top 8 ấy chứ. May quá, ra được cái con mèo 2 sao nó gánh cho. Nhưng mà máu thì hơi ít, máu chỉ còn 10 máu thôi thì tôi thấy hơi sợ đấy nhá. Bây giờ ra một con gấu 2 nữa thì vẫn gánh được. Đấy, gấu 2 và lên cái con bọ hung ấy, nó lên 2 sao thì là chúng ta được 2 cặp. Đấy, thêm 2 cặp. 2 cặp kẹp si vét vào rồi thì nó cũng ngon. Anh em ạ, có con heo này tôi đang phân vân không biết có lên bán đi không. Bán đi để tích tiền để roll không. Round sau chắc là phải sống chết phải lên được con mèo 3 đấy. Heo mà bây giờ lên được 2 sao thì bây giờ cho vào kiểu gì thì cũng chưa biết. Nhưng mà tôi vẫn sẽ giữ lại con heo này. Bởi một cái lý do đấy là ngăn không cho cái thằng Mr. Hà ấy, nó kiếm được cái con heo 2 sao anh em ạ. Nó bây giờ hiện tại nó vẫn là heo 1. Ok rồi, lấy cái dây chuyền kháng thôi. Không còn cái món đồ gì ngon hơn đâu. Nhưng mà thôi roll trước đã. Roll trước đã, roll trước đã. Mèo. Ui ôi. Mèo ơi. Ui không được rồi. Ôi chết tôi. Không ra anh em ạ. Ui máu đi đâu này không nhở. Sợ quá đi mà thôi. Trận này vô cùng khó khăn luôn ấy. Thề. Dậy chết bây giờ là dậy chết. Nhưng mà sau là 31 với mèo 2 này thì gánh làm sao đây. Khó nhờ. Thực ra ấy, có một cái mẹo là như này. Đấy chính là khi mà chúng ta không roll được thì chúng ta bỏ bài ra. Chúng ta bỏ những cái con mèo ra khỏi bàn cờ ấy, chúng ta sẽ roll dễ hơn đấy. Tôi không làm cái mẹo đấy. Nhiều khi là ví dụ như là máy có thể là nó nhận biết là có nhiều mèo ở trên bàn cờ là nó không cho chúng ta. Đấy, nên kéo hết ở xuống hàng chờ roll thì có khi là dễ hơn đấy. Mà không biết là còn cái cơ hội để làm thế không. Nhưng mà nếu mà sống sót được lốt round này thì có thể round sau sẽ làm. Gặp thằng này không biết đi luôn không. Thằng này nó cướp được mấy cái con nhưng mà không biết là có ăn nổi không. Bộ này về cơ bản là nó sẽ không sợ cái bộ Sasori lắm đâu. Nhưng phải tiêu diệt được con heo của đối thủ. Giết chết con heo. Đúng rồi. Ui thế thì được. Được anh em ơi. Giết được con heo là ăn. Ok ok. Hay. Rồi. Quá tuyệt vời. Đẩy con 29 máu luôn mà anh em. Thôi rồi nhá. Sau này xả tiền. Tư. Quên. Phải bỏ ra anh em ạ. Mẹo nó như thế mà. Nhưng mà roll vẫn không ra luôn chứ. Thôi bán heo đi. Cái thằng mục sư lên được heo 2 sao rồi anh em ạ. Bán nó. Bỏ bài ra vẫn không roll ra được này anh em này. Cay thật sự luôn ý. Thề. Mèo. Mèo. Không được rồi. Bán lốt gấu đi vậy. Hết cơ hội rồi. Cay thật. Bán lốt gấu đi nhờ. Bây giờ chỉ còn có thể như thế thôi. Ok. Rồn lốt. Dạ. Ui rồi ôi đây rồi. Nhưng mà từ không có tiền mua. Thực ra rồi phải lựa chọn. Thôi bán đi nhá. Bán. Không được không được. Con này phải lên 3. Rồi ok. Ui từ. Ui ơi nó đẩy đồ. Ui ơi nó đẩy những cái món đồ ngon nhất ra. Đẩy ai đây. Nó đẩy cái giáp thép. Nó đẩy cái búa sét. Và nó đẩy luôn cả cái món đồ kháng của tôi. Xong rồi. Đẩy đồ cam ra ngoài thì đi ra này mất. Không ổn rồi anh em ơi. Có sống nổi ra này không đây. Ui trời ơi. Mà tôi là còn chấp nó một con ấy chứ. Cái round vừa rồi là tôi phải bán bớt một con hiến tế đi đấy. Để tôi lên con mèo 3 đấy anh em ạ. Ăn nổi không đây. Trời ơi. Được không. Mèo chết rồi anh em ạ. Mèo chết rồi chỉ còn hiến tế thôi. Round này sống rồi không. Cho tôi sống một round đi. Đừng chết. Trời ơi đừng bạn ơi. Cho tôi sống một round thôi. Đừng bạn ơi. Một round thôi. Tôi xong rồi. Ôi rồi ôi. Ơ kìa. Vẫn sống anh em ạ. Vẫn còn một máu. Ôi. Vãi đái. Nhưng mà bây giờ 8 con anh em ạ. Chết tôi mình. Round này sống nổi không. Và này sinh tồn đến đây thì có vẻ như là không thể sinh tồn được nữa rồi anh em ạ. Khó rồi. Sống nổi không đây.
khó quá đi mất thôi. 8 con cày thật sự một máu. Tự nhiên tôi thấy cái đoạn đấy nó lại chưa chết luôn, nó lại chưa bay màu luôn, nhưng mà nó delay mất 1 giây là mình cũng hơi hoảng hoảng, nhưng cuối cùng thì nó vẫn còn sống một máu. Dã man. Ui gặp insect này. Ui cũng cái insect mèo, cũng insect mèo này. Mình lại còn chấp nữa chứ, 10 đánh với cả 9 à? À đâu? 9 đánh với cả 8, 9 đánh với cả 8, 9 đánh với cả 8. Căng quá anh em ơi, một máu này thì chắc chắn là lọt một con là đi rồi. Ok. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ui vẫn sống anh em ạ. Nào sau cho xin một hiến tế nhá, cho xin một hiến tế đi mà. Hãy cho tôi xin một con hiến tế đi mà. Một hiến tế, một hiến tế, một hiến tế. Một hiện tế, ui không được rồi. Nhắm nào giờ. Sợ thật sự đấy anh em ạ. Sau này lại một lần nữa lại đánh với 8 con à. Tận cùng của sự sinh tồn. Sinh tồn vãi cứt luôn. Một màu anh em ơi, lọt một con là đi. Lọt một con là chắc chắn đi. Bất cứ con nào, kể cả con 1 đô. Và bây giờ phải đánh, vẫn phải đánh với 8 con mấy round rồi. Chưa thấy có con nào ngon để cho vào. Round tiếp theo có thể tôi sẽ lóc lại cho con heo vào anh em nhé. Rồi. Quá đáng sợ. Bây giờ gặp cái thằng 9m này cũng hơi sợ nhá, bởi vì có mỗi một con hiện tế anh em ạ. Ủa, chết rồi bạn ơi. Chết rồi. Ui, xong rồi. Xong rồi. Ui từ. Ui bạn ơi. Ui. Từ từ nha bạn ơi. Đừng. Ui nó có chiến thành, nó nhấc tay lên con rồng nó lại hồi máu rồi. Xong rồi. Ui giết con già đi, sao lại nhảy ra đấy? Ui không. Trời ơi tôi chết tôi rồi, thua rồi. Anh em ơi. Ui giời ơi, lần này chắc chắn là đi rồi. Nhảy sang bên kia giết con già. Giết con già cơ mà, tại sao phải lại nhảy vào đấy? Nó lại bật chiến thánh lên rồi. Ui bạn ơi. Ui sinh tồn. Có 11 giây, cố lên. 11 giây nữa. 7 giây. Được. Cố lên. Ui giời ơi, hay quá. Wow, mới gọi là ngon như lại. Hết hồn anh em ạ. Dã man. Hết rồi. Còn một hiến tế. À hai con hiến tế. Dã man quá đi mất thôi. Vẫn sống. Bây giờ phải sống sót làm nào sống sót được cái con ác mộng 3 sao kia cái kìa. Nó sau khả năng đi. Tôi cần một con hiến tế nữa. Tôi rất cần một con hiến tế nữa anh em ạ. Cần lắm luôn ấy. Bây giờ phải làm nào để cho tôi thêm một con nhện nữa hoặc là một cái con bọ hung nữa thì may ra mới có thể trụ nổi rao sao. Quá đáng sợ. Cố lên nhá. Cố lên. Một cái đồ insect nữa là cũng được. Nếu mà cho tôi thêm cái món đồ insect, xin quả trứng rồng ở rao này là cũng ok đấy. Không có anh em ạ. Cay nhờ. Thôi random đi. Ui rồi ôi, không phải rồi. À đây rồi. Được. Được anh em ơi, được. Được đấy, quả trứng này, lóc lại. Được. 3 hiện tế rồi nha, có 3 hiện tế rồi. Sống nổi không đây? Căng quá anh em ơi. Căng thật sự ấy. Cái thằng ác mộng ấy, nó vẫn có ý định là sẽ chuyển sang 9m khi mà nó tiêu diệt được tôi. Nhưng mà nó chưa tiêu diệt được tôi, nó vẫn để 9 phe giờ đấy. Cố sống nhá. Ok. Ok bạn ơi. Được chưa? Rồi. Giết được con rồng là được rồi, là có đam rồi. Có đam rồi. Hay. Ui có vẻ đẻ nhiều lắm anh em ạ. Đẻ được đấy. Stun liên tục của người con ác mộng. Mày có vẻ như là mày đang mất máu đúng không? Hồi máu kịp không? Ok bạn ơi. Ok bạn ơi.
Ui ơi, ác mộng đi rồi. Hay quá. Thế là lên được top 2 anh em ạ. Và khả năng là top 1 là cao, bởi vì cái thằng còn lại nó chơi 9m. Và hiện tại là tôi đang chơi Insect. Cái vấn đề ở cái chỗ đấy, khả năng là trận này là vô địch đấy anh em ạ. Dã man quả game sinh tồn. cái trận đấu ngày hôm nay ý, nếu mà không phải là vào sinh nhật của anh em Phạm Tuấn Minh thì là chắc chắn là tôi sẽ để ở cuối tuần đấy. Con game này dã man thật sự luôn. Thôi rồi, sống rồi anh em ạ. Sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi, sống rồi. Sống rồi. Bây giờ là cú lật kèo đây rồi. Ba hiến tế anh em yên tâm. Insect Toy và ba hiến tế đánh nó cháy lắm anh em ạ. Bây giờ đủ tiền lên 10, kẹp thêm con heo vào. Đấy, hoặc là kẹp thêm 4 hiến tế. Xong rồi. Ok, bạn không giết được tôi cái pha vừa lấy thì bạn xác định luôn. Xác định rồi, mỗi round đẩy 22 máu. Đây rồi. Đấy, lên 10 kẹp thêm con hiến tế này. Xong rồi còn gì nữa. Quá tuyệt vời anh em ạ. À, bắt đầu có pha. À, kiếm được Lancer 2 sao vào chiến à. Được không? Dồn toàn bộ đồ cho Lancer. À, bắt đầu dồn đồ cho Lancer rồi. Nhưng mà không ngán đâu bạn ơi. Tôi đây là sát thương chuẩn cơ mà. Con mèo là sát thương chuẩn, không phải là sát thương ma pháp. Con mèo là sát thương chuẩn, sợ gì. Đứng trước mặt mèo, mèo nhảy mà. Sợ gì đâu, đứng trước mặt mèo, mèo nhảy mà. Mèo nhảy ra chỗ khác mà. Mèo nhảy ra chỗ khác cơ mà. Cũng căng đấy, cũng căng đấy. Ờ, Lancer bị hack. Được chưa, được chưa. Ui rồi ôi, anh em nhìn Lancer tụt máu thì kia đi. Ôi xong rồi. 32 máu luôn. Thôi. Ôi trời ơi. Đúng là cái kiểu nó cắt kề cái chết luôn ấy. Trong gang tấc chỉ có một giọt máu đấy thôi mà làm lên lịch sử. Đúng một giọt máu mà cuối cùng là từ top mấy, là top 7 đúng không? Từ top 7 mà vươn lên top 1. Dã man. Đúng là trận này vua sinh tồn luôn, thề. Căng thẳng thật sự. Thôi bây giờ đối thủ bây giờ nói chung là hết rồi, hết cửa rồi. Hết cửa rồi anh em ạ. Chỉ bây giờ xếp bài cái này thì ăn thua gì. Hết tiền rồi nó chuyển được bài nữa. Xong rồi. Cũng có cố gắng đấy bạn ơi, cũng có cố gắng, cũng có cố gắng. Lancer khỏe đấy, Lancer khỏe đấy. Rồi, bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Ok, nhưng không nhảy à? Bây giờ con mèo đứng im một chỗ luôn, kiểu như kiểu trêu ấy. Ui giời. Được đấy, trận này nói chung là cũng là tầm siêu phẩm rồi anh em ạ. Siêu phẩm sinh tồn. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với siêu phẩm kỵ sĩ lạc đường và bài toán khó. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái siêu phẩm khác, một cái siêu phẩm rất là hay được mang tên tận cùng của sự bất lực anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.